Ơi, em xin mến chào quý anh chị nha. Là em đây thì hôm nay em đang đứng đây là mặt tiền đường 9m nha quý anh chị. Đường thông ha, hiện tại là đường đá khu tái định cư Lê La nha quý anh chị ha. Trung tâm thị trấn Phước Hải thì nó đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách biển hướng này nha quý anh chị khoảng độ tầm 400m quý anh chị ha. Thì đường này hai ô tô tránh nhau thoải mái quý anh chị ha. Thì hôm nay em có căn nhà mới xây luôn, ngang là 4,5m, sâu 18m, hơn 18m quý anh chị ha. Trong đó đã full thổ cư rồi. Sổ hồng riêng. Cái này là sang tên công chứng một nốt nhạc quý anh chị ha. Là đây là phòng khách nè. Thì bên hông là tường là xây tường 20 hết nhưng là cực kỳ mắc mãi quý anh chị ha. Nhà mình là có hai phòng ngủ. Đây, hiện tại là nhà cũng bỏ không quý anh chị ha. Nói chung là mấy anh em ở nhờ ha. Đây, hai phòng ngủ với nhà này mới là tầm 90% nha quý anh chị. Nên là quý anh chị an tâm ha. Đây là phòng bếp. Nhà rất chi đẹp, dọn vào ở ngay luôn. Hướng này là hướng tây nha quý anh chị. Hướng tây ha. Phía sau là có lối thoát hiểm quý vị ha, khoảng độ tầm 2m, cực kỳ mát mẻ thông thoáng luôn ha. Toilet các thứ nè, rất chi là sạch đẹp nha quý anh chị. Giá chỉ có 1,9 triệu quý anh chị ha, thì em báo giá đây là giá chốt quý anh chị ha. Nên là anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ cho em nha. Số điện thoại là 0916732748 nha quý anh chị. Này có rèm cửa, nói chung là tất cả để lại hết quý vị ha. Nhà này cũng là xây mới, gạch ốp tường hết luôn. Có rào riết các thứ phía trước nè. Xăng phía trước cũng để xe hơi được nha quý anh chị. Đây là điện nước đầy đủ quý anh chị ha. Này, dân cư san sát hết luôn nè. Tại vì đường này là chuẩn bị đổ nhựa quý anh chị ha, đã lưu đá xong hết rồi, đổ đá đấy rồi ha. Cách cái đường lê lai khoảng độ tầm hơn 100m quý anh chị ha. Thì chúc em sẽ quay ra cho quý vị xem ha. Nhà mình đây nha quý chị. Bên là cũng nhà dân luôn ha. Được đây cái là anh chị ra bãi tắm, đi bộ ra bãi tắm luôn ha. Đi khoảng độ tầm 200-400m là tới bãi tắm rồi quý chị ha. Rồi để em quay sơ từ cái nhà mình ra cái đường lê lai cho quý chị xem, rồi ra biển bãi tắm cho quý chị xem ha. Ở dưới này là mát mẻ cực kỳ luôn nha quý anh chị. Được cái gần trường học, chợ ủy ban nè. Khu dân cư kín nghìn kịch quý anh chị ha. Tại vì cái này là cái máy của em nó em quay bằng máy điện thoại nên là hơi lắc quý anh chị ha. Anh chị thông cảm tí nha. Bên trái mình có cái hôm tay nghỉ dưỡng này quý anh chị không? Đó, cái hướng này là hướng quay ra biển nha quý anh chị. Còn hướng mình là hướng ngược lại ha. Đường thông hướng ngược lại anh chị ra đường đó, trước mặt mình là đường lê lai rồi nha quý anh chị. Cái nhà này là cực kỳ đẹp luôn. Nhà ở luôn mà giá siêu rẻ quý anh chị ha. Không có cái nhà nào mà Phước Hải rẻ hơn mà gần biển như thế này nha quý anh chị. Đường ô tô đi thoải mái luôn mà giá chỉ có 1,9 triệu nha quý anh chị ha. Thì anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em, số điện thoại là 0916732748 nha quý anh chị. Này đường này là thông ra đường Võ Thị Sáu luôn, còn đây là đi ra biển quý anh chị ha. Này dân cư mình ở đây nha quý anh chị. Đường này là đường lê lai quý anh chị ha. Thì nói chung có nhà sẵn rồi nên là anh chị nào mà thích xem, muốn xem nhà cứ liên hệ cho em trước ha, để em dắt điện chủ hàng chủ mở cửa nha quý anh chị, tại vì chỗ ở xa ha. Thì cứ liên hệ cho em tới làm việc, em dắt chủ làm việc trực tiếp với anh chị luôn, mà giá này là chủ chốt cứng nha quý anh chị, chỉ bất lọc thôi. Thì anh chị nào tới thì cứ liên hệ làm việc trực tiếp ha. Hướng này em đang ra biển nha quý anh chị. Đây là đường này là đường lê lai, thì đường này đi thẳng ra biển quý anh chị ha. Hai bên vẫn còn cát hoang sơ quý anh chị ha. Ở dưới này nghỉ dưỡng cực kỳ mát mẻ luôn, nhưng mà có điện nước nhà nước luôn nha quý anh chị. Trước mặt mình là biển quý anh chị ha. Bãi tắm là anh chị quẹo trái, bãi tắm rồi, quẹo phải khoảng độ tầm 50m là tới bãi tắm quý anh chị ha. Còn quẹo phải là anh chị đi về biển cộng đồng, rồi về chợ, rồi về quảng trường quý anh chị ha. Dân cư rất là san sát nha quý anh chị. Anh chị mà quan tâm thì cứ liên hệ cho em nha. Số điện thoại là 0916732748 quý anh chị ha. Đèn đường chiếu sáng các thứ là mình đi từ nhà mình ra cái đường này là khoảng độ tầm 50 hơn 100m thôi nha quý anh chị. Rất là gần luôn. Đây bãi tắm đây nha quý anh chị ha. Giá là 1,9 triệu nha quý anh chị. Anh chị quan tâm thì liên hệ cho em ha. Hướng này là đi về chợ quảng trường ha, hướng này về bãi tắm nè. Đây là cái sơ đồ vị trí quý anh chị ha. Thì đất mình vuông vức, phía trước là 4,5m,
sâu 18 ha, phía sau 4m rưỡi quý anh chị ha, có lối thoát hiểm là 2m. Đó. Rất chi là gần nha quý anh chị. Đó, để em quay sơ cái vị trí cho quý anh chị xem mà. Đây là cái vị trí của mình nha quý anh chị. Đó, đây là biển nè. Rất chi là gần ha. Đó, quá gần luôn nha quý anh chị ha. Đây. Đó, đây là cái đường 4A này. Đó, mình là khu bàn cờ đường nhựa hết quý anh chị ha. Đó, sát biển Phước Hải luôn, cách biển gì có tầm 300m quý anh chị ha. Rồi, anh chị nào mà quan tâm cái nhà này thì liên hệ cho em ha. Quá rẻ quý anh chị ha, nhà vào ở ngay luôn. Rồi.